Ông biết tiếng Anh hả? Bà giỡn hả bà? Giỡn hoài. Bây giờ tôi nói bà nha. Bà đi qua bên đó, bà gặp người ngoại quốc, bà cứ good night là người ta sẽ thích. Good night. Còn cái gì khó đó, bà cứ nhìn cho tôi, nhìn theo tôi. Còn thế giới để anh lo. Tất cả là do ông hết trơn á trời. Ba mày này hay lắm, ở nhà nói cái để tôi tới đây hỏi ông nói gì, có nói good night đi, người ta vui vẻ. Mẹ nói good night chứ điều nó liền mẹ ra ngoài đường luôn, nó hay quá. Ba không biết tiếng Anh hả? Là quá quên. Bà ơi, ủa mấy con có thấy mà mẹ con đau không? Dạ. Ủa mẹ đi thăm bà tám gai rồi sao á? Trời ơi, kiếm vòng vòng không có, tưởng gì đi thăm bà tám gai. Mà cái bà đó ở tù rồi cũng ráng mà kêu ra đi thăm đi tám mà. Ba. Hả? Cái ông bác sĩ đông y người Úc á, bây giờ được lên báo rồi nè ba. Vậy hả? Nè ba coi đi. Ba có biết đọc báo tiếng Anh đâu. Anh nói sao vậy? Ba biết tiếng Anh chứ bộ, anh không biết hả? Ủa, ba biết tiếng Anh hả ba? Ừ. Trời, bà không có kiến đây không thấy gì. Dễ lắm, cái này mình đó, mình bóc phóng bự lên được nè, đó bà coi đi. Phóng ra cái chữ nó bự như vậy nè. Cái chữ đó chắc bà thấy rồi đó. Luôn á. Sao ba? Thấy tốt không ba? Tốt. Nhưng mà ba coi kỹ lại coi, con thấy hình như nó có cái gì đó hơi sai sai á. Bà cũng thấy nó sai sai sao? Nhưng mà cái này không biết là sai là do người viết hay là do cái ông bác sĩ đó sai ta. Thầy con thì cái sai đâu? Do ai? Con hả? Con nghĩ chắc do người viết quá. Đó, ba cũng nghĩ là do người viết đó. Nếu mà do người viết như vậy á, mình phải góp ý chứ đúng không ba? Đúng rồi, phải góp ý. Góp ý để cho người ta sửa lại chứ. Đúng, con nói đúng. Vậy thôi, để con gọi điện thoại cho phóng viên đó nha. Có gì ba nói chuyện nha ba. Phóng viên nước ngoài hả? Dạ. Ba đau bụng á. Dạ, xin lỗi. Ba. Oh, sorry, wait a second. Ba ơi. Trời ơi, chút xíu chết. Tôi đi tới idol ác thiệt chứ. Rồi mình rành tiếng Anh là sao? Ấy chứ mà bài báo nó nói cái gì hết trời. Không hiểu. Ây da. Ba ơi. Đâu ba? Mời ba nói chuyện với phóng viên nước ngoài nè ba. Ba. Ủa sao ngủ nhanh vậy? Hello. Excuse me. Tôi thiếu chết liền. Ba ơi. Hả? Come on. This. Ba ơi. Hả? Đây là trợ lý của John, giám đốc công ty dược phẩm mình sắp hợp tác đó ba. Oh. This is my father. Oh, nice to meet you. Sit down, please. Thank you. Ngồi đi ba. As I already told Miss Hoan, my boss appreciates your help so much, so he would like to invite you and your wife and you and your husband yes. for a dinner at his place tonight. Can you all four make it and come today? Cô nói là John rất là cảm kích cái sự quan tâm của ba đối với lại công ty và John, và có nhã ý mời vợ chồng con và vợ chồng ba tối nay đến nhà dùng cơm. Ba thấy làm sao? Trời đất ơi, làm như ba không hiểu tiếng Anh sao phải dịch. Được chứ. Vậy là ba nhận lời đúng không? Nhận rồi. Dạ. We can come tonight. Oh, that is great. So I'm sorry I have to go now, and it was really nice to see you all. So goodbye. Yes. Goodbye. Ba ơi, để con tiễn cổ nha. Trời ơi, tối nay đi gặp người nước ngoài nói toàn tiếng Anh. Sao trời? Lẹ bà ơi. Trời ơi, đi đi với người nước ngoài mình phải điệu chút xíu chứ. Điệu cũng vừa thôi bà. Trời. Nước tủ. Rồi thay đồ lẹ đi. Thôi, ba.
Nay nội đi đâu mà bảnh tỏn vậy nội? Đi ăn tiệc. À, con nghe anh nói là nội đi ăn tiệc với người ngoại quốc đó đúng không? Đúng rồi, có ba mẹ con nữa đó. Vậy thôi, good night nữa nha. Ê, quý vị. Nói, con nói gì á? À, buổi sáng nè có nói là good morning, buổi tối là good night, thì họ sẽ rất là vui. Vui lắm hả? Dạ. Good night nữa nha. Good night. Ông. Cái gì? Trời ơi, chưa thay đồ nữa. Đồ guốc tôi đâu rồi? Trời ơi, bà ơi, đồ guốc bà là mẹ để trong tủ của bà, làm sao bà hỏi tôi được? Dạ. Ba, mẹ. Ủa, con, đi hả con, đi hả? Dạ, dạ chưa. À, con với lại anh Hạnh có chút xíu việc cho nên phải đi giải quyết một chút. Ba mẹ tới đó trước giùm con nha. Ủa sao? Ủa? Qua bển rồi người ta nói tiếng sao mà ba mẹ mới hiểu? Đâu có, ba nói tiếng Anh được mà mẹ. Hả? Ba. Hả? Ông biết tiếng Anh hả? Ừ. Có gì khó khăn không ba? Không, vui. Vậy con nhờ ba mẹ tới đó trước giùm con nha. Dạ. Nhớ lại sớm sớm cho con. Dạ, dạ, dạ. À. Good night. Good night. Ông biết tiếng Anh hả? Bà giỡn hả bà? Giỡn hoài. Bây giờ tôi nói bà nha. Bà đi qua bên đó, bà gặp người ngoại quốc, bà cứ good night là người ta sẽ thích. Good night. À. Còn cái gì khó đó, bà cứ nhìn cho tôi, nhìn theo tôi. Còn thế giới để anh lo. Trời ơi, con lại chưa thay đồ lý lẽ. Nhanh nhanh đi. Rồi. Cất cao tiếng hát, lớn ác khó khăn, tham gia ngay chương trình Hát Mãi Ước Mơ phiên bản sớm. Nó kêu tài xế nó chạy vô đây luôn, mất công đi bộ mệt chết luôn. Thôi lỡ rồi lèm bèm hoài. Gọi điện cho tụi nó đó hả? Ừ. Kêu vợ chồng nó tới luôn cho rồi. Trời đất ơi, bà làm cái gì bấm chuông hả? Chứ không lẽ đến tới đây đứng ngoài đường. Trời đất ơi, chờ hai vợ chồng Hoàng Anh tới rồi mình vô luôn lượt. Trời ơi. Dạ, vợ chồng Tây đó. Ở nhà ông nói tới đây tiếng Anh để ông lo. Thì lo lo như bốn người đưa dẫn hơn. Vui. Hello. Ủa? Who are you looking for? Good night. Good night. Ông hay quá. Trời ơi, ba tiếng Anh trong bụng. Who are you looking for? Nói vậy, Good night, good night. Good night. John, could you come for a minute? Yep. My husband. Yes, love. Yes. Ah, hello. Hey, good night. Hi. Are these the guests from the clinic? No, we are waiting for four people. Ah, cannot be. Ah, I remember. This afternoon I call for a house for a housekeeper and a man to make foot massage. Must be them. Ah, are you the foot massage and the house worker? Yeah. Good night. Come on in. Ôi nhà cảm ơn quá ông ơi. Chưa cả ăn. This is the kitchen. So we have a great party tonight. Nothing can go wrong. That's why I asked you for help. So I want to ask you to help me with preparing the dinner, please. We're gonna start with grinding the meat. Go ahead. You know how to do it? Nó nói gì dài sọc vậy ông? Cách nó khen bà đẹp. Ôi vậy coi mình trả lời sao? Good night. Sao good night hoài vậy? Nghe lời tôi đi. Chứ anh một bụng. Good night. No, good night. We're gonna start with grinding the meat. You know how to do it? Do you understand? Anh nói gì ạ? Chắc nó nói là nó không biết xay thịt, nó nhờ bà xay thịt giùm cho nó. No, good night. I'll do it. Okay. Like this. Grab the meat inside. Close it. Put it on. Yeah! Okay! Now your turn. Ủa mà sao mình nó bắt mình sai thịt vậy? À chắc qua ăn tiệc rồi mình phụ phụ. À phụ, phụ thì dễ thôi, đúng rồi. Good night. No, good night. Why you keep saying that? Grind the meat, please. Yes.
Okay, your turn now. Good day. Don't need to say your name. Follow me. Ông. Hả? Kim đi đâu? Chắc nó kêu tôi đi theo nó tham quan nhà rồi coi có hồ lô bằng mica gì của nó đó. Đi. Good day. No, good night. Hello, tôi nghe nè bà. Trời ơi, ông ơi, cái gì phong tục gì kỳ cục vậy ông? Mình là khách mà. Mình tới nhà phải tiếp đãi mình chứ. Chưa có ăn gì hết trơn mà nó bắt tôi phải xay thịt. Đã rồi bây giờ bắt tôi rửa chén còn ở đỡ nữa nè. Ở đây tôi cũng làm nè. Chắc văn hóa của người ta vậy đó, trước khi ăn phải làm để cho nó có tình cảm, thân mật. Ủa, ông làm gì vậy? Thì tôi cũng làm mà. Thôi gì? Làm đi. Chưa nói gì hết cúp máy rồi. Quá khen. What are you doing? You are not a professional. This is not a massage. You make me painful. Wow! Look what is a massage. Massage is like this. Slowly. Okay? Nhanh nữa hả? You understand, huh? Yeah. Lấy ta massage cho mày rồi. Bây giờ mày phải massage lại cho tao. Me? Ừ, you? Như no, vậy. It's not my job. It's not my job. Anh gì? It's not my job. Làm này. You want I do chứ it? Sao? Vậy nó mới you tình nghĩa. You want nghĩa. I do it? Ờ. Okay. Mới. I do it. Tạc biệt. Dễ thương. Đó. Very nice. Đó. This is a real massage. It's good, huh? Yeah. It's very good. It is. It's nice. It's nice. And now you know, huh? You did exactly the same to me. Exactly. Now you know what it is. I'm not a professional. You are not a professional. What we are doing here? Trời ơi. Đói bụng muốn chết, chưa kịp ăn cái gì mà bác làm thấy bà luôn vậy đó. So, I'm seeing you're doing a great job. So after you're done cleaning this, please start mopping the floor and then wash my clothes, please. Mày đừng có biểu tao là lau cái này xong rồi ủi đống đồ rồi bắt tao lau nhà nghe. Tao không có lau nhà. Good night. No, no good night. Please don't ever say that again. I hate good night. Good night. No, no good night. Start mopping the floor, please. Tao không lau nhà. Good night. No good night. No good night. Mop the floor, okay? You understand? Tao không lau nhà. Good night. Get out. Trời, mày nói mày ghét tao hả? Tao chưa ghét mày mà mày ghét tao hả? Good night. Get out. Good night. Get out. Get out. Get out. Good night. Good night. Good night. Trời ơi, tôi nói cho mấy người biết nghe. Tôi tới đây tôi ăn mà, tôi là khách mà. Đối xử tôi vậy đó hả? Get out. Get out. Khỏi get out. Good night. Trời ơi, vậy? Ở đây nữa là làm sao vậy? Gì hả? Sorry, I'm such an awful situation here. One for a minute. Gì vậy mẹ? Mẹ, mày dành ăn với người ta hả mẹ? Dành ăn cái gì mà dành ăn? Cái nhà này kỳ cục lắm. Tụi con nói mẹ tới đây là khách mà, phải mời mẹ ăn đàng hoàng chứ. Đúng rồi. Mẹ vô đây, nó kéo mẹ vô bếp á, bắt mẹ xay thịt nè, bắt mẹ rửa chén nè, bắt mẹ lau nhà nè, ủi đồ nè. Trời ơi, coi mẹ như con ở vậy đó hả? Trời ơi. Ồ, khoan, mẹ chờ con xíu, Hi Mary. Hi. See my mother. What happened? No. Really? Yes. Oh no. I'm so sorry. So sorry. I didn't know it. I thought she was the housekeeper. The housekeeper was supposed to come. Ủa ba con đâu rồi mẹ? Ba trên lầu á. Ông ơi, ông sao vậy? À dạ. Có sao không? Gì ba? Cái gì vậy? Đau quá. Ba có tuổi rồi, vô nhà người ta còn chi cho chật chân vậy? Còn cái gì? Ba đến đây, dắt ba lên phòng, ba kêu ba massage. Ba massage cho nó xong nó phải massage lại cho ba chứ. Ừ, ba đưa chân nó massage nó bẻ chân ba. Bẻ chân ba bẻ chân nó lại chứ. Được có sao không? Ba không? Ba là thầy thuốc đông y, ba bẻ lội giò người ta làm sao người ta chịu nổi ba? Ủa, rồi ổng đâu rồi? Ui dạ. Ê, con. Bad guy, they said is a good
Oh, he is not able to make a foot massage properly. He broke my foot. Excuse me, excuse me. Yeah. This is my mother and my father. Oh. I'm so sorry. You know, we were waiting for two house workers this afternoon. Yes. And we thought they were the two house workers we were waiting for. Yes, that's for sure. It. Oh, really? Yeah. Yes. Yes. Ba mẹ tất cả là hiểu lầm hết. Sao? Sao? Thật ra John và Mary á hẹn gia đình mình là 4 người sẽ tới. À. Và trong đó cũng có hẹn thêm 2 người nữa, một người là massage và một người là giúp việc. Tự nhiên ba mẹ tới 2 người làm họ tưởng mẹ là giúp việc, ba là massage. Trời ơi, tưởng tôi sang vậy mà nói giúp việc. Vậy mà hôn massage. Thôi hiểu lầm hết, nhưng mà bây giờ người ta đang hối lỗi, người ta xin lỗi ba mẹ rất là nhiều. Thôi bây giờ mình bỏ qua, mình vô trong dự tiệc nha ba mẹ. Tất cả là do ông hết trơn á trời. Ba mày này hay lắm, ở nhà nói cái để tôi tới đây hỏi ông nói gì có nói good night đi, người ta vui vẻ. Mẹ nói good night chứ điều nó liền mẹ ra ngoài đường luôn đó, hay quá. Ba không biết tiếng Anh hả? Là quá quên. Thôi bây giờ mình vô trong đi, người ta có nhỏ ý mời mình dự tiệc mà mẹ. Vậy hả? Dạ. Good night. Good night. So sorry.